Xin chào tất cả các bạn. Bạn thấy mình có cái me nè, khoe các bạn nè. Cái me này hôm bữa mình chuyển giá nè các bạn. Đây, cắt nó đây nè bạn. Ủa, cái này nó liền da nè, kéo da nè, thấy không? Ha, thì đâm đọt luôn hết trơn nè các bạn. Nhánh đồ ra hết trơn của cắt cho lũi đó. Ha. Ồ, phá thế cái này nè. Cái tay cành nó từ bên kia nó uống qua đi nên làm mình rớt nè các bạn. Con này ngon lành cành đào quá. Ha. Về các bạn xem chơi. Thì hôm nay các bạn. Hôm nay là mình là hay kìa. Ok kìa. Hôm nay làm cái này các bạn. Ha. Khoe cái me cho các bạn nhưng mà làm cái bông giấy. Bông giấy đó các bạn. Bông giấy này thì mình cũng có làm cho bạn xem rồi. Ha, ghép từ lúc mình bứng về cái mình ghép. Rồi cái đầu là mình uống sơ nó cái thải thịt luôn. Ó bên này hồi tết cũng chơi ba qua nó nè bạn, quá trời qua luôn, tính chân nè ha. Thì để cho bạn xem lại nè đó, sau khi các bạn xem lại cái lúc mà mình mới bứng nó về ha đó, cho bạn xem lại mình tua nhanh cho bạn xem lại, xong cái bắt đầu mình mới đem nó vô mình xử nó luôn bạn, cắt cho nó ngắn lại luôn ha, rồi bắt đầu mình uống lại với lại mình đục đẽo mấy cái chỗ này, cái mà cắt này nói với bạn là mình đục tới giờ chưa đục nữa ha. Đó, cho các bạn xem lại đi, giờ mình khiến nó vô. Giờ để mình cắt sơ nó trước các bạn ha, cắt cho nó trống ra mới thấy được làm được. Thì ở trong đây cành nhánh nó dư nhiều lắm các bạn, do là mình chỉ cắt mình thả rừng nó chứ không có uống lâu lắm thành ra nó lùm chùm quá trời luôn. Bây giờ nó cắt ra từ từ cắt xuống ha, nó còn dài dữ lắm nè. Gì đây? Hôm sáng trời cũng mưa rồi ta. Thừa.
Rồi mình tháo mấy cái cọng dây ra. Ui, cái này mình đắp nguyên miếng vải đó nè. Đắp miếng vải đóng rong luôn. Quá trời. Này lúc trước cắt cái rễ đây nè. Còn giấy thì nó khó liền da lắm các bạn. Lúc mình cắt nó nằm đây nè. Mà cắt này như thế nè. Tí nữa mình đục cho nó thành cái thẹo luôn. Đục từ đây quanh kia nè. Đó. Thì thường thường qua giấy á. Nó khó làm cái thẹo lắm bạn. Nó nằm cà lì dưới hoài á. Càng ngày nó càng mục kia nữa. Nhánh nào nó phát triển được á thì nó bao cái da cho nó giấy nó gì đó rồi nó không có chết nữa mà nó sống già như quỷ vậy đó. Sau khi mình cắt sơ các bạn nhìn thấy nè. Mình cắt sơ thì mình thấy cái cây nó cũng ổn rồi, chỉ có mấy cái nhánh thừa mình có thể cắt bớt rồi. Mình nghĩ là để gì xài luôn rồi, mình không có khỏi mấy con uống à, cắt cho ngắn rồi tới nữa. Mình cảm thấy nó cũng được các bạn thôi, phải là cắt dịch này thôi, còn không uống rồi, đó. Giờ để mình nghiên cứu coi. Mình thấy nó tạm ổn rồi ha. Mình nhánh gì thì cũng đều lắm nè. Thôi bỏ nhánh này đi. Cho nó thoáng ra. Ha, em thấp kia bỏ luôn nè. Đó. Thoáng này ra. Thôi bỏ luôn đi. Đó. Giờ đi bằng làm sạch mấy cái vết mục này các bạn. Ha. Cắt ra thử coi. Mấy vết mục còn lại là mình vô keo nó là được. Giấy này thì là giấy sắt pháo, sắt pháo ghép cẩm thạch ha. Cái này lúc trước mình nói các bạn là mình không có vội mình đục cái này nè ha, mình cứ để cho nó tự nó mục xuống, nó mục xuống cái giờ mình làm sạch cái vết mục ra là nó tự nhiên hơn là mình đục các bạn ha. Giờ chỉ cần làm sạch cái okay, mình vô keo thôi.
mình chỉ cần mình sạch mấy cái vết cắt cho nó mình vô keo lại các bạn ơi. Này mấy vết cắt cũ. Rồi mấy chỗ đây thì mình đã làm sạch nó này. Ha. Sạch cái vết mục nó ra. Các bạn thấy nó tự nhiên hơn ha. Trước mà mình nếu mà mình tục liền á thì không giống vết mục đâu. Bây giờ mình làm sao mà cho nó nhìn nó giống như cái bị mục bị lũa thiên nhiên các bạn là được ha. Rồi nó khô thì mình cắt cho nó vô tới cái phần thịt tươi của nó. Mình chắc keo vô là ok ha. Chỗ đây là lúc trước mình cắt cái rễ bự lắm nè, cái rễ nó bị dập nè, lúc thằng kia nó đào về nó bị dập ở đây nè các bạn. Cây này là lúc đó mình mua lại ha. Làm cho nó sạch ra cái nhiều cao luôn. Rồi xong rồi các bạn. Mình tục xong cái dùng keo mình tha lại luôn rồi. Còn cái cành nhánh thì các bạn thấy là khỏi uống các bạn ha. Sau khi mình cắt tỉa thì nó cũng vừa luôn nè. Thì nay mai để nó ra nữa là bắt đầu mình cứ cắt thôi. Cái cây này là cắt giật các bạn, chứ còn cành nhánh hay gì là mình thấy nó cũng ổn rồi. Không cần phải uống nữa đâu ha. Đó. Bạn thấy cái bộ tán nó là đều luôn rồi. Còn cái vết cắt thì mình đã vô keo rồi ha. Nhỏ. Đó, bạn thấy sao? Thì cái cây này là cái cây mà mình đã mình bứng trụ lũi rồi bắt đầu mình ghép luôn các bạn. Thì cũng lâu rồi, được cũng 2 năm rồi các bạn ha. Thì được cái cây như thế này. Đó. Thì nói chung cái qua giấy á thì các bạn lưu ý là cái vết cắt này nè. Mình xử lý cái đợt này rồi đó. Thì tầm khoảng 1-2 tháng mình ra mình cạo sạch các bạn. Mình cạo sạch mình tha keo lại ha. Chứ còn mà cái keo này á, thì lâu ngày nó sẽ bị thấm nước. Mà các bạn biết quay giấy mà nó hãy một cái mặt cắt nó thấm nước á, là nó sẽ hư hoài luôn. Nó một mục cho hoài luôn ạ. Đó, cái dòng quay giấy thì nó vậy đó. Chết thì nó không có chết ha. Nó vẫn sống bình thường, nó sống mạnh luôn. Nhưng mà nó vẫn mục thân vô, nó lũa thân các bạn. Đó. Thành ra là mình bằng cách là mình làm sao đừng cho thấm nước cái mặt cắt này nè ha. Để tí nữa nó khô quá cái mình cứ thôi mình tha lên một lớp nó dày lên. Đó, thì tầm khoảng 3-4 tháng, 2-3 tháng gì đó bạn, là mình cạo sạch cái lớp keo này đi, mình tha lại cái khác là nó sẽ không có bị khô. À, nó không bị ướt mà cắt mà do mưa gió đó bạn, do mình tưới rồi đó thì nó sẽ không bị mục. Đó, đơn giản là vậy thôi. Thì mình thấy sau khi mình làm lại cắt tỉa lại sơ thì mình thấy nó cũng được các bạn. Thành ra không uống, không cần thiết phải uống nữa ha. Đó, các bạn xem có thể góp ý thêm cho mình. Rồi mình xin dừng cái video tại đây ha. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn xem video thì chia sẻ mọi người cùng xem ha. Đặc biệt nhớ đăng ký kênh mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.